Nay quay giữa trưa nắng luôn chị. Đây, gần 12 giờ rồi. Người ta đang nghỉ trưa mà mình phải đi quay. Nói chung là cực khổ lắm. Thời buổi kinh tế khó khăn mà. Như than chút cho vui thôi. Chứ mình thật sự là, chị thấy không? Đường xá rất là đẹp ha. Đấy. Vì là giờ nghỉ trưa nên là nó sẽ hơi vắng vẻ ha. Chứ cái đường này thì những cái giờ cao điểm thì rất là đông mà chị. Tại đây là con đường liên xã ha, đường liên xã chính luôn. Rất là gần quốc lộ 56 ha, là cái tuyến đường lớn nhất đi qua huyện Châu Đức. Đấy, hôm nay là mình sẽ giới thiệu một cái miếng đất này, mình tin chắc là sẽ rất là nhiều người thích nè. Tại vì nằm trên mặt tiền đường lớn nè. Ha, mà đất rộng chị ha, rộng tính ra là gần cả sào rưỡi đó chị. Đó, phù hợp để mình làm một cái ngôi biệt thự vườn ha, và vẫn thể kinh doanh được ha. Đây, họ kinh doanh bán nước này nè. Tất nhiên là đường ở dưới quê thì chắc chắn là không đông đúc như ở trên thành phố hay là những khu công nghiệp đâu. Đó, không buôn bán mà gọi là hoành tráng đâu. Nhưng mà bù lại thì cái giá đó là phải chăng ha. Giá thì cũng dạng như đất vườn thôi. Đó, tức là vừa có thể kinh doanh nhỏ mà cực kỳ phù hợp để mà ở ha. Đất rất là đẹp. Đấy. Bây giờ mình sẽ review nha. Mình tin chắc là cái đất này là sẽ rất là nhiều người thích nè. Vậy không? Đó. Dân cư hai bên đường xá nè. Đó. Hoa chuông vàng. Rất là đẹp. Thì đầu tiên là mình sẽ nói thông tin cơ bản báo giá luôn nha. Ở đây á, địa chỉ chính xác là thuộc xã Bầu Chinh ha, xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xã Bầu Chinh thì mình đã nhắc nhiều rồi ha, Bầu Chinh nằm kẹp giữa hai trung tâm của huyện Châu Đức, hai trung tâm thị trấn. Đây. Mình đi khoảng tầm 1,5 cây sẽ ra ngay quốc lộ 6. Nhìn bên tay phải mình chính là thị trấn Kim Long, sắp lên thị trấn rồi. Còn nhìn bên tay trái mình chính là thị trấn Ngãi Giao, là trung tâm huyện của Châu Đức từ xưa đến giờ rồi ha. Đấy, nên là chỗ này thì đi đâu cũng tiện hết trơn hết. À. Còn đây mình đi hướng này khoảng tầm 700m là sẽ ra đường Bình Giao Quảng Thành. Ra đó thì lại tiếp tục nằm giữa hai xã, tức là bên tay phải, rẽ phải là hướng về trung tâm xã Quảng Thành. Còn hướng bên tay trái, tay trái là đi về Quảng Thành, đi phải là về Bình Giã. Ha. Ở đây nói chung mà nó giáp rất là nhiều xã và thị trấn nên là anh chị thấy là nó khu này đường xá thông thương hết ha, nên là nếu mà giờ có điểm mà xe rất là đông. Còn giờ này giờ hấp điểm ha, giờ nghỉ trưa nên nó cũng vắng thôi. Ở đây nếu mà đi về Hồ Chí Minh thì nó mất khoảng tầm từ 65 đến 70 cây ha, cũng rất là tiện thôi. Đó. Và con đường này là con đường liên xã, đường mang tên là đường Bầu Chinh Quảng Thành, tức là nó sẽ kết nối xã Bầu Chinh ở ngoài kia và xã Quảng Thành trong đây. Hoặc mình kêu đường Bình Bầu Chinh Bình Giã Quảng Thành cũng được ha. Nhưng mà trên sổ hiện thị là đường quốc lộ 56 Bầu Chinh. Đấy, đường này khỏi nói rồi. Đường này thì nó chị thấy là đường rất là to ha. Có đèn điện, đèn đường cao áp nè, có điện ba pha nè. Cho nên là chị mình có lẽ làm nhà xưởng này nọ đều ok ha. Nhà kho xưởng. Thì đây trên đất mình nè chị ha. Một cái đất rất là vuông nha anh chị. Đấy. Nó có tổng diện tích lên đến là gần 1,4 ha. Đó, chính xác là 1.390 m² ha. 1.390 m². Đất mình hiện tại là chủ họ chưa có lên thổ cư, nhưng mà đất mình là quy hoạch đất ở gì ha, đất ở Phủ Hồng. Và chủ họ cũng đã đăng ký lên thổ cư rồi ha, đã đăng ký 200 thổ cư rồi. Nói chung đất mình là có đầy đủ điều kiện để lên thổ cư, nhưng mà để mà lên xin thổ cư thì dĩ nhiên là phải đăng ký ha, phải đăng ký đây, mỗi năm nó sẽ có một chỉ tiêu. Thì mình đã đăng ký rồi thì chắc chắn là sẽ chờ lượt ha. Khi mà bên phía thuế họ kêu mình đóng thuế thì sẽ có thổ cư. Đấy, thì đã đăng ký thổ cư rồi ha, đăng ký 200. Đấy. Đất mình thì vuông vắn chị ha, vuông, nói chung là một đất hoàn hảo luôn, vuông vắn bằng phẳng, bằng theo đường luôn nha. Ranh giới rõ ràng, hai bên là có nhà hết rồi. Hai bên là xây nhà, họ xây nhà và bên kẹp giữa đất mình ha. Nói chung khu này thì gần như là ai cũng xây nhà hết rồi. Đất trống mà hiểm lắm. Đó, đây là đất mình đó chị ha. Bám theo mặt tiền đường nhựa này là mặt tiền đường liên xã này là 18m ha. Ngang 18 mà dài gần 80. Nói chung là một cái hình mẫu đất rất là đẹp ha. Chiều ngang và chiều dài đều lý tưởng. Nói chung là 18m là khá là rộng ha. Chiều dài thì khá là an toàn. Tại vì mặt tiền đường chính cho nên chắc chắn là sẽ có lộ giới. Và đất mình thì dài gần 80m nên yên tâm ha. Đất mình là quay mặt sẽ hướng bắc ha. Hướng bắc. Rồi, bây giờ là trước khi mình nói kỹ hơn, mình sẽ quay kỹ hơn về đất này á, thì mình sẽ báo giá luôn đây nha.
Thì hiện tại ha, bên phía chủ họ cũng đang ngợp ngân hàng cũng nặng rồi đó, nên là họ đưa ra cái giá rất thiện chí luôn. Họ đang kêu bán với cái giá là 150 ha, 150 triệu mét ngang ha, 150 triệu mét ngang cho mặt tiền đường liên xã. Để 150 mình nhân cho 18 thì nó ra là 2 tỷ 7 ha, 2 tỷ 7. Nói chung là bây giờ là mặt tiền đường liên xã thời điểm mà đất đứng chạm đá như thế này là chỉ ngoài hơn 100 thôi ha. Còn những đường lớn hơn thì hơn 200, còn quốc lộ thì là 300 400. Nói chung là giá đã rất là mềm rồi ha, rất là mềm rồi. Mà đất mình đó chị ha, cái hậu nó dài ha, tính ra 150 nhưng mà cái hậu nó dài, dài gần 80 mét lận. Đây có những cái mức đất mặt tiền đường lớn á thì nó chỉ có cái hậu là tầm 30 40 50 thôi, còn đất mình tới 80 lần ha, 80 chiều dài, nên là một cái chiều dài rất là lý tưởng, nên là cái giá 150 mình thấy là hợp lý ha. Và quan trọng là bây giờ còn thương lượng nha anh chị, 2 tỷ 7 còn thương lượng đó. Anh chị thấy là 2 tỷ 7 để mà sở hữu cái miếng đất mặt tiền đường lớn như thế này thì có đáng không ha? Mình thử chia heo mét vuông đi ha, 2 tỷ 7 mình chia cho gần 64, chạy ra là hình như là không tới 2 triệu mét vuông ha, không tới 2 triệu một mét vuông cho đất mặt tiền đường lớn thì mình thấy cũng rất là hợp lý luôn ha. Đó, thì chị thấy cái giá này như thế nào thì liên hệ ha. Đó, mình đã báo giá đầy đủ hết rồi nha, giá cả, diện tích, vị trí đầy đủ hết rồi. Bây giờ là mình sẽ vô quay chi tiết nha. Đây, đó, không có dưới cột điện nha chị, cột điện thì nó để sát với lại cái đất mình luôn ha. Xây tường bao hết rồi, nói chung là tường của người ta mình hưởng sái thôi, còn đằng trước mình thì có rào B40 ha. Đất mình là quay mặt sân hướng bắc nha anh chị, hướng chính bắc luôn hả. Con đường này thì là con đường dãy đường kiểu mẫu ha, đường đi xã kiểu mẫu đó, thấy không, hai bên trồng hoa nè. Nói chung là đây thì có người thì ta vừa ở vừa kinh doanh, có người thì chỉ là đơn giản là nhà vườn thôi. Đây đó, nhà vườn đối diện mình nè. Ở đây thì mình xin nói luôn nha, ở đây á, là mình gần một cái ngôi chùa lớn nha anh chị, một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Quyền Châu Đức, đó là chùa Như Ý. Đây mấy cái cây lớn 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 chính là chùa đó anh chị. Chùa Như Ý là một cái chùa rất là đẹp anh chị, có hồ cá, có chung là nó bước vô giống như một cái gọi là chùa du lịch vậy đó. Dạng như là du lịch tâm linh đó anh chị, chùa này nổi tiếng lắm, cách mình vài căn nhà thôi đó. Kinh doanh này thấy không, đối diện mình cũng quán cà phê, quán kem, bán tạp hóa, bán lặt vặt, còn đây là quán cà phê chòi ha, cà phê chòi. Nói chung là mình xin nhắc lại là cái đường này là đường mặt tiền đường lớn, có thể kinh doanh được, nhưng mà dạng như kinh doanh nhỏ nhỏ ha, anh chị mình buôn bán tạp hóa nè, hoặc là quán ăn sáng ha, hay là quán nhậu bình dân hay gì đó đều ok ha. Còn không đơn giản là mình mua chỉ làm nhà vườn, biệt thự vườn ha. Tại đất mình thì tính ra là gần một sào tư này á, là hoàn toàn có thể làm một cái ngôi biệt thự vườn, trồng đủ loại cây ăn trái nha anh chị. Đất rộng vuông vức bằng ha, đất thậm chí mình thấy nó còn cao hơn so với đường nha anh chị. Đó, bây giờ mình sẽ bước vô quay ha. Đây, hôm nay không, nói chung là mình sẽ mượn cái lỗ đi ha, mình sẽ hy sinh giữa trời nắng chang chang này, chui lỗ chó để mà vào quay cho anh chị xem đất nha. Đất mình hiện tại là thật ra là coi như đất trắng vậy nha, tại vì có trồng cây ha, có điều, có cà phê, có lặt vặt, cũng có cây bơ này nọ ha, cũng có ít cây ăn trái, nhưng mà cũng không đáng bao nhiêu hết, nên là coi như đất trắng đi ha. Đấy, đất hơi cỏ cây xíu, chất đất này là đất đỏ vậy nha. Đất đỏ này thì nói chung là chị biết rồi, đất đỏ trồng cây ăn trái thì tẹt ga luôn đó. Hai bên là nhà của người ta thì đều có rào hết rồi, ở dưới có tường vậy nha. Nói chung là bốn mặt đều có rào tường hết, mặt cuối cùng, mặt dắp đất kia cũng có tường, còn mấy mặt này thì rào B40 đó. Nói chung là ranh giới rõ ràng hết đó. Giáp xí kia là một cái nhà vườn view khá đẹp ha. Đó, họ làm cái gì ta, cái bồn nước cao ghê ha, hoành tráng ghê đó. Nói chung đất vuông chị ha, vuông vắng, ngang 18, dài gần 80 đó, dài 79 á. Cho nên là cũng không dễ để quay đâu. Ba cây lặt vặt không ơi, nói chung là không, ở dưới có bộ chuối nữa. Vậy thôi, nói chung cái này anh chị mình mua về á, theo mình thấy nha, là đất mình đăng ký lên thổ cư, khi mà đăng ký thổ cư xong rồi đó. Ủa, chùm bao, chùm bao, cái chùm bao này hay còn gọi là cái nhân lòng á chị. Mình về mình cái đọc đọc, mình về mình luộc ăn ha, để mình quay xong mình sẽ ngắt để mình luộc ăn. Đấy, thì mình sẽ xây, theo mình thấy nha, mình xây cái cổng rào cho đẹp ha. Mình chỉ cần xây mặt trước thôi, xây cho hoành tráng lên.
Đó, sau đó là mình sẽ làm một ngôi nhà ha, một ngôi nhà máy Nhật máy Thái gì đó, rồi làm cảnh quan ở phía trước, sân đậu xe hơi gì đó, rồi phía sau là trồng quy vườn cây ăn trái là số 1 luôn, rất là đẹp đó. Nói chung là mình tin chắc là cái đất này mà ai mà thật sự là có tài chính mà nói chung là cũng hơi khá khá chút ha, à, nói chung là dưới 3 tỷ thì thật sự là không thể nào chê được đất này, quá mê luôn chị. Đèn cao áp nè, điện ba pha nè, đây một là làm biệt thự nhà vườn nè, hai là có thể làm nhà xưởng ha, à, kho xưởng là ok luôn. Đấy, đất vuông vắng đẹp, à, đường lớn, đường container. Rồi, rõ ràng hết rồi. Bây giờ là mình sẽ mời chị xem trên livecam nha, xem livecam xem vị trí đây như thế nào, rồi sau đó là mình sẽ mời anh chị xem sổ, xem vị trí quy hoạch sau nha. Đấy. Rồi đây mình vẽ để anh chung đất mình nè, nó rất là vuông nha anh chị. Đấy, gần như vuông tuyệt đối luôn á. Đó, hai bên là nhà ha. Ồ chà. Cái phía bên tay phải mình có mảnh đất trống rộng quá ta. Không biết của ai đại gia nào đây. À, ở mặt tiền đường ly xã như thế này mà có đất rộng thiệt. À, nhưng mà của mình thì mình thấy là vậy là vừa tiền ha. Đây cái hướng này là hướng đi về đường Bình Dòng Quán Thành. Đó, xa xa chị thấy đó chính là chùa Như Ý ha, cái chùa rất là đẹp luôn. Thì ra đường Bình Dương Quán Thành á là mà rẽ trái là giờ Quán Thành, mà phải là giờ Bình Giả ha. Nhưng mà đây nó giống như là một cái trung tâm anh chị nha, cái lõi vậy, nó nằm chính giữa rất là nhiều trung tâm xã. Đó, và đặc biệt hướng này nè, đây hướng này là mình sẽ đi ra quốc lộ 56 ha, à, tầm 1,5 cây thì ra đó thì nằm giữa hai thị trấn lớn của Châu Đức đó. Chị thấy cái đường đông ngoài cái khu đó, khu ủy ban trường học của Bộ Trinh đó anh chị, hơi xa gì nào không rõ đúng không, thì ra đó là đầy đủ hết luôn đó. Còn mặc định theo cái tuyến đường Bầu Trinh Quảng Thành này thì thôi khỏi nói rồi ha, dân cư rất là đông. Đấy, ở đây thì làm dạng biệt thự vườn thì phải nói là không thể nào chê được. Đấy, đây là đất mình là gì nha, một đất đẹp không tì vết luôn. Đấy, hai vừa quay xong tranh thủ làm được một mới là hái sương sương vậy ha, nguyên đống rau nè. Nói chung là chỉ những ai đam mê cuộc sống xanh sạch nhà vườn là thấy này làm sao bỏ được đúng không. Đó, quá trời quá đất luôn. Đường xá đẹp ghê ha. Rồi bây giờ là mình mời anh chị xem sổ ha. Đây địa chỉ là xã Bầu Trinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích là 1.390 m². Đó. Đất chưa lưu cư. À, nhưng mà đã đăng ký chờ lên 200 thổ cư rồi anh chị nha. Đó. Khi nào mà bên xã có đợt thì mình sẽ đóng thuế và lên ha. Rồi đây chính là cái hình dáng đất mình ha. Đấy, nói chung là rất là vuông vức ha. Đấy, mặt tiền đường chính. Là mình sẽ mời anh chị xem cái phần thông tin quy hoạch cũng như là cái vị trí của miếng đất này trên bản đồ vệ tinh ha. Thì đây đất mình thì chị thấy là quy hoạch hơn 2/3 là phủ hồng, bám theo mặt tiền đường chính. Đấy, thì mình hoàn toàn đủ điều kiện để đăng ký lên thổ cư. À, và vì đường chính nên cũng có lộ giới ha, nhưng mà chị thấy là cái phần mở rộng đường nó cũng lấy vô một phần nhỏ thôi. Đấy, nó lấy vô khoảng tầm 70 m² ha, 70 m² lộ giới. Đấy, đây giờ vị trí coi xem vị trí ha. Đây chùa Như Ý nè chị ha. Đó, đi hẳn ra đây là đường trục đường ngã ba Bình Giả Quang Thành nè. Đấy, ra đây thì quẹo trái là về trung tâm xã Quảng Thành nè, còn quẹo phải ha, quẹo phải là về đường Mỹ Sơn Nghĩa Gia Hòa Bình nè, là trung tâm xã Bình Giả nè. Đấy, rồi thì đất mình nè ngược lại là hướng đi ra quốc lộ 6 ha. Đây quốc lộ 6 thì đây chính là trung tâm của xã Bầu Trinh nè chị nha. Đấy, ủy ban trường học thì ra đây nhìn tay phải ha là thị trấn Kim Long, đồng thời cái hướng này là đi về hướng quốc lộ 1A Long Khánh anh chị, đi nút giao cao tốc Dầu Dây Lan Khước, Dầu Dây Liên Khương, Dầu Dây Phan Thiết. Còn quẹo trái thì đây trung tâm của xã, trung tâm của thị trấn Nghe Giao, là trung tâm của huyện Châu Đức luôn chị nha. Đây thì là lớn nhất rồi. Đấy, và hướng này là hướng đi chợ Bà Rịa ha, hướng đi Bà Rịa, hướng đi Vũng Tàu. Đấy, ở đây nếu mà đi biển thì mình cách biển khoảng tầm gần nhất là biển Long Hải thì cách mình khoảng tầm hơn 30 cây ha. Rồi, thì nói chung là sơ thì khu vực này thì mình tin là anh chị nào có theo dõi kênh của mình thì sẽ biết ha. Thì mình đã quay ở Châu Đức rất là nhiều rồi. Đó, thì anh chị nào mà mình chưa rành đường thì cứ alo mình sẽ hướng dẫn thêm. Đất mình nằm trên mặt tiền đường chính, một cái đất đẹp hoàn hảo luôn ha.
anh chị nào quan tâm thì cứ alo mình để được hỗ trợ dẫn đi xem đất ha, và liên hệ chủ mình đàm phán giá. Mình xin phép kết thúc video nha. Cảm ơn anh chị đã xem hết video này. Chào mọi người.